Mến chào mọi người đến với kênh của Mỡm. Hôm nay Mỡm sẽ giới thiệu cho mọi người món cá lưỡi trâu chiên mắm tỏi. Cá lưỡi trâu này thì Mỡm mua ở trong siêu thị nè, nó là hàng đông lạnh. Mình mua về thì mình sẽ tiến hành rã đông và mình sẽ rửa sơ lại nha các bạn. Các bạn có thể mua cá lưỡi trâu tươi cũng được. Cá lưỡi trâu Mỡm mua thì nó cũng cỡ vừa. 4 miếng như thế này thì trọng lượng khoảng 400g nha các bạn. Sau khi cá mình rửa sạch đó thì mình sẽ để sang một bên cho nó ráo nước. Bây giờ Mỡm sẽ tiến hành chiên nha. Mình cho chảo lên bếp và cho một ít dầu ăn vào. Mình đợi cho dầu nóng rồi thì mình sẽ lần lượt cho cá vào. Trong quá trình mình chiên thì mình nhớ canh lửa và mình rửa mặt cá cho cá chín toàn đều nha các bạn. Trong khi mình chờ cá chín thì mình sẽ tiến hành làm nước sốt mắm tỏi. Mình sẽ chuẩn bị một cái tô cho đường, bột ngọt, một ít dầu hào, nước mắm và một tí giấm cho nó có vị chua. Các bạn có thể thay giấm bằng chanh hoặc là tắc nha. Bây giờ mình sẽ cho tỏi băm vào. Tỏi này thì mình đã băm sẵn rồi nè. Mình khuấy đều cái hỗn hợp này lên cho gia vị nó tan ra nha các bạn. Quay trở lại với chảo cá của mình, sau khi đã chín toàn đều, bây giờ mình sẽ cho cái phần hỗn hợp nước sốt vào. Tiếp tục chiên cho đến khi cái phần nước sốt này nó rút cạn. Trong quá trình này thì mình vẫn phải trở mặt cá cho cá nó thấm cái phần nước sốt nha các bạn. Sau khi phần nước sốt đã cạn thì cá của mình cũng đã chín rồi. Mình tắt bếp và nhắc xuống nha. Với món cá lưỡi trâu chiên như vậy, bạn sẽ thấy được vị mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua từ hỗn hợp mắm tỏi mình trộn. Vậy là Mỡm đã chia sẻ cùng mọi người cách làm món cá lưỡi trâu sốt mắm tỏi rất là nhanh chóng và dễ làm. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mong mọi người sẽ like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình nha.